cưới của chú rể, cô dâu thanh chính, sánh duyên của chú rể Văn Lam ngày hôm nay là đám cưới hoàn toàn hiện đại. Một đám cưới hoàn toàn tân tiến, người thật, cản thật, với sự có mặt của các nhạc công, nhạc sĩ, MC đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như thủ đô Hà Nội cũng hội tụ về đây để chúc mừng cho đôi duyên ta trăm năm hạnh phúc trong buổi chiều nay. Sáng như căn sáng của ta với mình. 3, 2, 1, kết bánh! Say
đôi má su em. Ai em cho lỡ cờ in mò lù há bầy âu lù. Ai em cho lỡ cờ in mò lù. Và tôi tin chắc rằng đám cưới của chú rể, cô dâu Thanh Chính, sánh duyên cùng chú rể Văn Lam ngày hôm nay là đám cưới hoàn toàn hiện đại. Một đám cưới hoàn toàn tân tiến, người thật, đàn thật
với sự có mặt của các nhạc công, nhạc sĩ, MC đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như thủ đô Hà Nội cũng hội tụ về đây để chúc mừng cho đôi duyên ta trăm năm hạnh phúc trong buổi chiều nay. Và quý vị dành một tràng tay nồng nhiệt hơn để chào đón cho em trong gia cũng như đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày nay ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và lần đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình và thay mặt cho cô dâu và chú rể, xin trân trọng gửi tới toàn thể quý đại biểu, quý vị khách quý đã và đang có mặt trong một trường cưới buổi trưa ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương và lòng nhiệt nhất ạ. Và xin mời cô dâu hai em siết chặt tay nhau được không ạ? Lắm chặt tay nhau được ạ? Tình cảm vợ chồng đúng không ạ? Và kính thưa cô ông, cô bà, cô dì, chú bác, và phải nói rằng ngày xưa thì mỗi đứa một nhà mà khác cha, khác mẹ, khác ông, khác bà. Còn giờ đây thì hai đứa một nhà, chung chăn, chung chiếu, chung ông, chung bà. Có lẽ là chung chăn, chung chiếu, chung giường, chung buồn hạnh phúc, chung trái tim vàng. Lễ vui quy của cô dâu thanh chính, sánh duyên cùng một chú rể Văn Lam chính thức được bắt đầu. Trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình về đây mừng hạnh phúc trăm năm cho hai em, và chúc hai em trăm năm hạnh phúc, và chúc quý vị có một bữa tiệc buổi chiều hôm nay thật là ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ phút thiêng liêng, giờ phút quan trọng nhất, đó là cô dâu và chú rể hãy trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất của mình, đó là đôi vòng nhẫn cưới. Xin mời cô dâu và chú rể hãy tiến phía trên một chút để hai em trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất của mình. Xin mời hai bạn hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Và chú rể hãy rút chiếc nhẫn trong tay áo của mình ra. Kính thưa quý vị, phải nói rằng là chiếc nhẫn là một vật hình tròn tượng trưng cho tình yêu, không có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Mà nhẫn này thì anh tặng cho em, ơn trời đã định để ta có mình, ta trao nhẫn cưới chung tình, từ nay hai đứa chúng mình có nhau. Xin mời chú rể hãy trao nhẫn cưới cho cô dâu. Chân thành cảm ơn
món quà đến từ cha mẹ, cô dì chú bác cũng như em trai đã bức chút có một chút quà mọt để trao cho hai con cũng như hai cháu và anh chị của mình trong ngày phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời bố mẹ của cô dâu và bố mẹ của chú rể hãy tiến lên phía trên một chút. Và các bác hãy dành cho nhau một cái bắt tay, một cái ôm thân thiết để chúng ta kết nối tình thông gia. Xin mời.